Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Con Tum đến năm 2030. Trong đó phần đấu đến năm 2030, xuất khẩu, nhập khẩu và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân đạt 8 đến 9% trên năm, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 7 đến 8% trên năm, đồng thời cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn 2021-2025, tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững giai đoạn 2026-2030 và hướng đến cắn cân thương mại lành mạnh hợp lý với các đối tác thương mại chủ chốt. Việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Con Tum đến năm 2030 nhằm đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng ổn định, cắn cân thương mại lành mạnh, hợp lý, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, và phát triển thương hiệu hàng hóa tỉnh con tum đồng thời hướng tới khai mở các thị trường lĩnh vực mới có tiềm năng nâng cao vị thế của tỉnh của quốc gia trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu